Kính thưa quý vị, là trường đại học chuyên về lĩnh vực công nghệ, nhưng trường đại học FPT đã triển khai rất nhiều hoạt động thú vị cho sinh viên trong việc giữ gìn và lan tỏa những nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Mặc việt phục, đi học, triển lãm làm tò he, áo quan triều Nguyễn thực sự rất thú vị. Và mời quý vị cùng xem những hình ảnh độc đáo đó ngay sau đây nha. Những bộ trang phục truyền thống tưởng chừng chỉ xuất hiện ở trong các buổi biểu diễn thời trang, những bộ ảnh nghệ thuật, thì tại trường đại học FPT, việt phục đã được các bạn sinh viên sử dụng như một trang phục đi học độc đáo, ấn tượng. Dù là một môi trường mang đậm tính công nghệ, tưởng chừng những bạn sinh viên nơi đây sẽ thiếu đi sự lãng mạn, hoài niệm, thì những hoạt động của tuần lễ Chi Chi Chành Chành đã giúp cho các bạn sinh viên có thêm nhiều tình yêu văn hóa dân tộc, đánh thức truyền thống hào sản và thiêng liêng của người Việt Nam. Qua những buổi triển lãm cổ vật thời nhà Nguyễn, những buổi chia sẻ về lịch sử văn hóa đầy thú vị. Những ý tưởng đầu tiên của sự kiện này thật ra là đã bắt đầu từ 2 năm trước. Hai năm trước thì lúc đó giai đoạn mà việc phục những cái câu chuyện về văn hóa nó bắt đầu du nhập về Việt Nam, thì lúc đó mọi người lấy ý tưởng này để phát triển, nhưng mà sau một thời gian thì do dịch bệnh nên là câu lạc bộ truyền thông Cốc Sài Gòn của tụi em đã có hoãn nó lại một thời gian. Thì trong cái quá trình hoãn đó thì tụi em vẫn tiếp tục lên ý tưởng, tiếp tục triển khai, tiếp tục phát triển nhiều hơn cho cái sự kiện này, chứ không phải là cho nó nghỉ luôn. Thì sau khi mà đại dịch kết thúc thì tụi em hoàn tất kế hoạch, nộp lên cho nhà trường và được cái sự ủng hộ từ nhà trường rất là nhiều. Tại vì một trong những cái tiêu chí mà trường đại học FPT của tụi em hướng tới đó là việc không chỉ các bạn hội nhập với văn hóa, không chỉ tiếp nhận với công nghệ, mà các bạn còn phải lưu giữ truyền thống văn hóa bản sắc dân tộc. Đó là lý do tại sao mà trường em có hai cái môn học bắt buộc là bộ môn nhạc cụ dân tộc và bộ môn Võ Việt Nam được giữ lại trong truyền thống văn hóa của nhà trường. Cái không khí ở trong môi trường này rất là vui vẻ, và những mà các bạn đều diện những bộ việt phục và các bạn có hứng thú với bộ việt phục thì em ước gì cái ngày hội việt phục này không chỉ có gọn trong 2 ngày mà có thể triển khai là một tuần một ngày, thì em cảm thấy điều đó rất là vui. Tại trường đại học FPT, ngoài các cuộc thi mang tính chuyên môn như cuộc thi về lập trình, an toàn thông tin, cuộc thi hùng biện ngoại ngữ, thì nhà trường còn tạo điều kiện mở ra nhiều hoạt động văn hóa rất thú vị như triển lãm, talk show về văn hóa nghệ thuật. Đặc biệt, trường còn triển khai học bắt buộc các môn học như nhạc cụ dân tộc, việt võ đạo. Những hoạt động này không chỉ giúp sinh viên thu nạp thêm những kiến thức lịch sử quý báu của dân tộc, mà qua đó còn làm đời sống tinh thần của những người trẻ được phong phú và tình cảm hơn. Từ đó các bạn sẽ thêm yêu quê hương đất nước, cố gắng phấn đấu học tập để làm rạng danh Tổ quốc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.